bản thân của Quang á thì đi một số vùng của Thái Lan, chẳng hạn như là Chiang Rai hay là Chiang Mai nè, rồi quốc đảo Sri Lanka còn gọi là Tích Lan, và một số địa điểm của Lào, cả Ấn Độ nữa. Chính vì vậy á, những cái hình ảnh phía trên á thì Quang gặp có thể nói là thường xuyên, các ngày sau mình hay là hút thuốc. Nhưng mà không biết là bạn á có thắc mắc giống như là Quang là vì sao các sư thầy vẫn giữ những cái thói quen đó hay không? Và trong giới luật của nhà Phật á thì có cấm một nhà sư, một người tu hành xăm mình hay là hút thuốc hay không? Và đó là lý do để Quang làm video ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay á, Quang không dám khẳng định á, là mình đi nhiều hơn các bạn YouTuber khác. Tuy nhiên á, nói về cái sự tiếp xúc với các sư thầy, các nhà sư tu hành á, thì Quang nghĩ mình cũng kha khá. Những cái chuyến đi ở Việt Nam á, thì từ Bắc cho tới Chí Nam thì Quang nghĩ là một số ngôi chùa, một số ngôi miếu hay là một số nơi thờ tự á, thì Quang được tiếp xúc với các sư nhiều nè. Thậm chí có cơ hội đi ra quốc tế giống như hồi nãy Quang có chia sẻ thì cũng tiếp xúc rất là nhiều. Cho nên những cái hình ảnh mà Quang gặp các nhà sư xăm mình là hút thuốc hay là ngồi uống cà phê hay là có thể là có những cái thói quen mà khác với đất nước Việt Nam á, thì rất là nhiều. Và khi ấy Quang nhận ra là đạo Phật á, được truyền bá tới quốc gia nào thì phải gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của quốc gia đó, địa điểm đó. Chẳng hạn như nếu mà đạo Phật qua tới đất nước Trung Hoa gọi là Trung Quốc thì kết hợp với Nho giáo và Lão giáo, còn đến với Campuchia hay là Lào, Thái Lan thì cũng dựa trên văn hóa tín ngưỡng thờ tự của cái quốc gia đó. Khi mà đến Ấn Độ, Sri Lanka hay là Nepal thì cũng chịu ảnh hưởng của đạo Bà La Môn. Cho nên trong đạo Phật có một câu nói Quang thấy rất là hay là chân lý của Đức Thế Tôn đi tới đâu thì phải tôn trọng cái văn hóa tín ngưỡng của đất nước sở tại, tức là phải có cái sự kết hợp. Quan trọng ở đây á, là cái con đường đi đến con đường giác ngộ chỉ có một, tức là chân lý chỉ có một, và làm sao dựa trên cái nền tảng của nhân quả hay là luật vô thường để tìm tới một cái sự tịch tịnh và tìm đến cái sự an nhiên trong tâm hồn, thì đó mới là cái chìa khóa rốt ráo trong đạo Phật. Và khi đó thì Quang làm những cái đề tài về đạo Phật, về những cái giới luật hay đại loại là những cái câu chuyện về Đức Thế Tôn á, thì Quang nhận được rất là nhiều ý kiến. Có thể là nó mang một cái phần về nhạy cảm, cho nên Quang đặt ra cái câu hỏi phía trên á là liệu một nhà tu hành có xăm mình được hay không, hoặc là có hút thuốc được hay không. Và đó là một cái câu chuyện Quang thấy rất là hay. Nếu mà Quang làm đề tài này, Quang nghĩ cũng có nhiều người quan tâm. Và đầu tiên á, thì Quang xin nói về giới luật của nhà Phật để chúng ta nắm rõ hơn. Các bạn biết không, thì trong đạo Phật có các giới luật dành cho đệ tử xuất gia. Nó có 227 giới luật cho tỳ kheo nè, 311 giới luật cho tỳ kheo ni theo truyền thống của Phật giáo Theravada, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi 250 giới cho tỳ kheo, 348 giới cho tỳ kheo ni và theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo phát triển. Và đối với những tín đồ quy y thì có 5 giới mà chúng ta cũng đều biết: không sát sinh nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không có trộm cắp nè, và không có uống rượu. Và cái giới cấm không sát sinh đó, thì chúng ta thường hiểu là chúng ta ăn chay niệm Phật. Thì các bạn biết không, đối với Phật giáo gọi là Nam truyền á, thì nó có một cái gọi là tam tịnh nhục, tức là không nghe cái tiếng con vật đó bị giết, không thấy con vật đó bị giết, và không cố tình giết con vật đó để chúng ta ăn. Thì cái đó gọi là tam tịnh nhục. Và những người theo Phật giáo Theravada thì họ cho gì ăn nấy, không phân biệt là ăn mặn hay là ăn chay. Cho nên là người ta đi bát, người ta cúng gì thì họ sẽ gom để ăn. Thì đó là theo cái Phật giáo của Nam truyền. Tuy nhiên những cái giới cấm của một người quy y á, là tương đối là như vậy. Cho nên á, khi mà Quang nói lại cái này á, để cho một số bạn có thể là chưa có biết á, thì có thể là dò sót lại. Còn các bạn đã biết rồi á, thì bỏ qua những sai sót cho Quang nha. Nhưng mà các bạn biết không, trong 10 vị đệ tử của Đức Phật á, thì đố các bạn á, là vị đệ tử nào được tôn làm đệ nhất giới luật. Giới luật sống động trong từng cử chỉ,
oai nghi của tôn giả, đó là khi Ngài tản bộ dưới bóng của những hàng tre xanh mát, khi nhẹ nhàng đặt bước chân dưới những lối đi kinh hành, lúc khiêm cung cúi chào một vị tỳ kheo dù chỉ tình cờ bắt gặp thoáng qua bên đường. Ngài tiếp xúc với tín chủ trong một khoảng cách vừa đủ, lúc khất thực, tiếp chuyện hay thuyết pháp đều từ tốn đỉnh đạt, không quá thân cận gần gũi mà cũng không xa vời chóng vắng, vừa đủ để giữ oai nghi của một vị sa môn đang tu hành thánh hạnh giải thoát, nhưng vẫn tỏ ra sự hiền từ ấm áp dành tặng cho người đối diện. Bất kỳ ai được chiêm ngưỡng Ngài cũng đều dâng lên niềm quý kính tự nhiên không thể diễn tả bằng lời. Từ dáng đứng ngay thẳng như tùng như bách, phong thái ngồi vững vàng, nụ cười hiền hậu mà kín đáo, ánh mắt từ bi đến từng cái nhấc chân, đưa tay cũng đang bày tỏ giới đức sáng ngời. Tất cả những điều trên đều nói tới tôn giả Ubali và được phong là đệ nhất giới luật. Tuy giới luật nhà Phật có những nguyên tắc, có những cái sự khắt khe và ràng buộc, nhưng đối với Ngài á, Ngài rất là chung dung, nhẹ nhàng và từ bi bác ái để hành động. Nó không quá khiêm cung, cũng không quá cố chấp và khắt khe. Chính vì vậy á, Ngài luôn giữ cái thái độ hòa ái và nhẹ nhàng đối với tất cả những người xung quanh Ngài. Và đầu tiên chúng ta đi đến một cái đặt vấn đề của quan ở trên, đó chính là người tu hành được phép xăm mình hay không. Nếu mà các bạn bên sử hay là có đọc một số thông tin á, thì trên thế giới của chúng ta có rất là nhiều quốc gia còn giữ cái tục xăm mình. Thì bây giờ Quang nói nhỏ hơn đi, nói về Đông Nam Á của chúng ta. Thì các bạn có biết là Malaysia nè, Lào nè, Thái Lan nè, Campuchia nè, rồi tất cả những nước mà gọi là trong khu vực á, thì đều có cái truyền thống xăm mình. Ngay cả Việt Nam của chúng ta trước đây cũng có cái tục xăm mình. Các bạn biết không, ở Việt Nam á, xăm mình đã tồn tại từ rất là xa xưa. Nó từng là một tục lệ mang ý nghĩa thiêng liêng của người Việt cổ nha. Được ghi nhận đã rất phổ biến dưới thời của nhà Lý và nhà Trần. Trải dài á, theo thời gian thì từ trước đến nay á, thì những hình xăm có lúc á, giúp nhắc nhở người ta về nguồn cội nè. Và cũng thể hiện một cột mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Và đôi khi á, chính những hình xăm ấy á, lại là những ánh nhìn thiếu thân thiện, đúng không? Nguồn gốc á, và cái tục xăm mình của người Việt á, theo được ghi chép á, thì nó xuất phát từ chuyện thủy quái thời của Hùng Vương. Hình xăm thời bấy giờ có nghĩa là sống còn. Các bạn biết á, người Việt cổ xăm con gì không? Đó là con giao long, với một ý nghĩa là xăm giao long lên người thì sẽ không bị giao long sát hại. Thì cũng như hiện tại ở Myanmar có cái tục gọi là xăm trên gương mặt của người phụ nữ nè. Nhưng hôm nay á, Quang sẽ đưa các bạn đến một quốc gia chỉ gần chúng ta thôi, đó chính là 95% là theo đạo Phật, cũng gọi là quốc giáo tại quốc gia đó, chính là Thái Lan. Tục xăm hình kinh văn ở Thái Lan có lịch sử từ rất là lâu đời luôn, xuất phát từ lòng tín nhiệm Phật giáo và tôn sùng tín ngưỡng của dân tộc này. Trước khi tiến hành xăm mình cần tổ chức nghi thức tổ sư, cầu khấn tổ sư ban cho pháp lực để có thể mang kinh văn lên trên người. Tiếp theo là chọn hình phù hợp. Tất cả những kinh văn xăm lên người đều như một dạng phù chú, nên chỉ xăm một lần và không thể sửa đổi. Các hình xăm thường được dựa trên là bổn tôn hoặc thần bảo hộ, trong đó tiêu biểu nhất là hầu thần, hổ thần, tượng thần, song vĩ diêm xà, chiêu tài nữ thần, những vị thần tượng trưng cho sự dũng mãnh, bảo hộ bình an, tiểu gian trừ ác, tăng cường nhân duyên và may mắn. Và những hình xăm kinh văn thông thường, người Thái sẽ lựa chọn một đoạn văn trong kinh Phật bằng tiếng Phạn. Đây được coi là thứ ngôn ngữ tâm linh bí ẩn, có tác động cực cao khi xăm lên trên người. Một số đoạn kinh văn phổ biến nhất ở Thái Lan bao gồm: thứ nhất là ngũ điều văn, đại diện cho sự bình an, thuận lợi, nhân duyên, tài vận, khỏe mạnh. Thứ hai là ngũ điều kinh kim cương, đem bình an, thuận lợi, nhân duyên, tài vận, khỏe mạnh, chắc chắn ổn định bình an, không dễ dàng bị ngoại lực ảnh hưởng. Thứ ba, hầu thần cáp nô mạng, thông minh, thích hợp cho nhân viên công vụ, thăng quan phát tài. Thứ tư, lạp hồ thiên thần, phòng tiểu nhân,
chánh tiểu nhân khai vận chiêu tài, ác linh không dám tới gần. Và cuối cùng là thứ năm, hồ địa phương gia tăng nhân duyên, tăng mị lực, cảm tình thuận lợi được hoan nghênh. Ngoài ra thì Quang còn thấy ở Thái Lan nó có cái tục xăm mình gọi là xăm huyền thực lên trên cơ thể người á. Thì Quang thấy ở Việt Nam của chúng ta một số người bạn cũng có xăm những cái hình của Thái Lan. Lâu lâu họ lại trở về Thái Lan họ đi sơn. Thì Quang thấy ở Việt Nam chúng ta cũng có nha. Tuy nhiên Quang xin chia sẻ ở góc độ là nói ra những cái thông tin này để chúng ta nắm rõ hơn. Và những cái hình xăm quyền thực của Thái Lan á, thường là để cầu mong để phát tài, phát lộc hay là bình an, giúp bảo vệ một số thế lực vô hình mà chúng ta không biết được, chẳng hạn như là bùa ngải. Và những hình xăm quyền thực này nè, gọi là xăm phép, có tên là sắc gian, rất phổ biến ở Thái Lan. Và sắc gian á, được gọi là danh cha và có lịch sử phát triển trên 2000 năm luôn. Và vào thời đó, nhiều vị sư xăm sắc gian cho các chiến binh để giúp họ được đắng bề trên, bảo hộ, ban sức mạnh trong những trận chiến, tránh đao gươm và những tên bắn súng. Để hoàn tất cái buổi xăm quyền thuật này á, thì nhà sư niệm đoạn chú và phù phép lên hình xăm để có thể hộ mạng cho chủ nhân. Từ nãy giờ Quang nói rất là nhiều thông tin về cái tục xăm mình của các quốc gia, thì bây giờ Quang tóm lại là một nhà sư được quyền xăm mình hay không, thì các bạn biết là nó còn tùy thuộc vào quốc gia, văn hóa tín ngưỡng của vùng miền đó, của địa điểm đó. Cho nên là cái việc mà đạo Phật vô có cái sự kết hợp với văn hóa của họ là chuyện đương nhiên, họ phải giữ cái văn hóa xăm mình đó. Còn cái việc mà họ có xăm mình hay không, hay là xăm mình có ảnh hưởng gì không á, nó không ảnh hưởng tới cái việc tu tập và tìm tới chân lý của đạo Phật. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì sao? Thì nếu mà trên cái hành trình tu tập của các bạn có đến một ngôi chùa hay là vô tình đi đâu á, trên núi, gặp một nhà sư, gặp một vị thầy mà đã xăm mình á, thì chúng ta cũng không có khởi cái tâm lên chúng ta phán xét là chỉ trích vị sư đó đúng là sai. Tại vì đối với riêng Quang nha, theo cái quan điểm cá nhân thôi, tức là một vị sư á, đã có những quá khứ, hoặc là họ có những tổn thương như thế nào đó, hoặc trước đây họ xăm mình vì một cái sự lỡ làng nào đó, thì họ muốn giữ những cái kỷ niệm đó, sau đó họ ngộ và họ tìm tới đạo Phật, họ tu, thì chúng ta cũng không cần phán xét về cái quá khứ của mỗi người, tại vì hầu như ai cũng có những cái quá khứ. Cho nên là khi mà chúng ta tìm đến đạo Phật là tìm đến sự an vui, bình an, thì chúng ta hãy tha thứ nhẹ nhàng. Tại vì đối với riêng Quang á, thì chính bản thân mình cũng có quá khứ mà, chính bản thân bạn có quá khứ mà, cho nên cảm thông để cùng nhau tu tập và tiến bước trên con đường giác ngộ. Hoặc là chính bạn đã từng xăm thì bạn đi tu học vẫn đâu có ảnh hưởng gì con đường mà bạn đi tìm tới chân lý đâu. Nhưng mà có cái này Quang thấy rất là vui nè. Có những đứa em nó kể cho Quang là: anh ơi, em mà đã đi xăm mình xong rồi á thì em bị ghiền. Tức là nó ghiền cái việc mà đi xăm, cho nên nó xăm rất là nhiều hình. Nhưng mà cái ghiền đó nó lại chuyển sang một yếu tố khác, tức là một người đã tìm tới đạo Phật, đã đi tu rồi, nhưng mà khi trước đây đã xăm mà bị ghiền nữa thì nó dính tới gì? Dính tới cái si mê. Thì sẵn cái câu chuyện này thì Quang nói tới cái việc gọi là một vị thầy tu nó có quyền hút thuốc hay không, và nó nằm trong giới luật của đạo Phật hay không. Ở trên Quang có nói là khi mà chúng ta quy y, chúng ta có 5 cái giới cấm nếu mà bước tới con đường tu tập á. Thì các bạn biết không, nội 5 giới này thôi, nếu mà giữ được 5 giới này rất là căng thẳng rồi. Có những người họ nói rất là hay, nhưng mà giữ được hay không thì chính họ biết thôi. Làm sao chúng ta biết được họ có giữ hay không? Tuy nhiên á, trong cái giới nó có là không có uống rượu, tức là nói về cái si mê vào trong những cái chất gây nghiện. Thì đối với cái thời của Đức Thế Tôn thì Quang biết được là có những cái gọi là cái dính chấp gọi là rượu và sắc, tức là nói về phụ nữ á. Cái thời đó tại sao có những cái điều đó? Thì vào cái thời đó là được cho là những cái thú vui, những chất gây nghiện tạo ra nghiệp. Và chính vì có rượu cho nên Đức Thế Tôn cấm. Và tại sao Đức Thế Tôn cấm không uống rượu? Tại vì chính cái chất gây nghiện này làm cho cái đầu óc nó mê mờ, nó lú lẫn, nó không được trí tuệ và nhìn nhận vấn đề không được sâu sắc. Và đôi khi nó còn ảnh hưởng tới người khác nữa. Đó là một trong những lý do mà nếu là một người tu học á, thì phải cấm uống rượu là như vậy. Nhưng mà khi mà Quang làm về cái chủ đề gọi là không uống rượu, Quang thấy rất là hay nha. Nếu mà chúng ta uống rượu đi, đại loại là khi mà chúng ta uống rượu á, thì chúng ta sẽ có một cái đầu óc mê mờ và không có xác định được những cái định hướng. Thì chúng ta có thể giết những con vật
sát hại những con vật để chúng ta ăn, để chúng ta thương là như vậy. Nhậu thì ăn chay chỉ là một phần thôi, có những người mà nhậu đa phần là họ ăn mặn mà, ăn con này con kia ngon ăn, và khi ăn vậy đầu óc lại lu mờ, lại không có điều khiển được tâm trí mình, đôi khi mình lại nói dối với vợ con thì dính vô cái nói dối nữa. Sau khi nói dối vợ con xong á thì ăn cắp tiền, ăn cắp bạc, rồi đôi khi ăn cắp của người này, ăn cắp của kia để có tiền để đi nhậu, đúng không? Khi mà đi nhậu xong rồi như vậy thì lại đôi khi cái đầu óc nó lại không kiểm soát được á, thì gây ra những cái tệ hại đối với cộng đồng, chẳng hạn như tà dâm, chẳng hạn đi làm những chuyện gọi là đòi bại đối với người khác. Thì chỉ có cái không uống rượu mà nó kéo theo bốn cái giới kia luôn. Cho nên cái giới uống rượu cũng là một trong những cái giới mà chúng ta nên xem xét lại. Từ nãy giờ Quang chia sẻ dưới góc độ là một người quy y của Phật thì giữ năm giới, còn đối với những người bình thường á, thì công việc hay là cuộc sống mưu sinh thì họ có quyền uống vì bạn bè, uống vì cuộc sống, hay loại là vui cũng uống mà buồn cũng uống, đại loại như vậy. Nhưng mà đó giống như là một cái nhu cầu niềm vui và cái cuộc sống gọi là trải nghiệm cuộc sống, cái chiêu linh của cuộc sống á, thì hầu như trên cái cuộc sống này ai cũng có mà, đúng không? Tuy nhiên nếu mà chúng ta uống một lần thì vui, hai lần thì vui, ba lần thì vui, rồi nhiều lần nữa thì nó sẽ sinh ra thói quen. Mà thói quen thì khó bỏ, mà khó bỏ thì lại sinh ra nghiệp. Thì sinh ra một cái tập quán nghiệp thì hết kiếp này thì lại quay về kiếp sau, lại tiếp tục luân hồi với cái nghiệp đó, với cái thói quen đó. Gọi là cái chất nghiện này nó ảnh hưởng dai dẳng lắm. Tự nhiên nói tới đây Quang chực nhớ ra một cái câu chuyện là ngày xưa Quang đi ăn á chung với hai người Ấn Độ, bạn Vi và sư của Quang, tức là trong cái đoàn Quang gồm là 2, 3, 4, 5, nữa Quang là 5 người đi trên một chiếc xe. Thì có một cái điều rất là hay là họ có kể về câu chuyện là ở Ấn Độ á, của chúng tôi á, là họ không được quyền nhậu nhẹt hoặc là rượu bia. Tức là ai mà phát hiện nhậu nhẹt và rượu bia thì bị bắt. Thì cái thông tin đó thì Quang không biết có chính xác hay không, mà nếu ai gành về văn hóa Ấn Độ hay là gành về những cái việc này á, thì có thể để lại bình luận cho Quang biết nha. Hồi nãy Quang có nói á, là từ cái thời Đức Thế Tôn á, chỉ có rượu và sắc, cho nên Đức Thế Tôn tức là Đức Phật cấm. Tuy nhiên á, vào cái thời này á, thì nó lại có những cái khác, chẳng hạn như là thuốc lá nè, cần sa nè, những chất gây nghiện khác nè, game á, cũng là chất gây nghiện nè, thậm chí là cà phê, trà cũng là những chất mà có thể khiến chúng ta có thể là không bao giờ từ bỏ mỗi buổi sáng, kiểu vậy. Cho nên là khi mà Quang nghĩ á, tất cả những điều nói từ nãy giờ gom vô cái giới hạnh gọi là không uống rượu, thì gom vô mọi thứ gọi là dục. Dục tức là cái mà làm chúng ta nghiện, trở thành một thói quen và dính tới cái nghiệp, những cái tập quán cũ. Thì bây giờ Quang xin cho thêm một cái thông tin nữa cũng rất là hay luôn, Quang đọc được nha. Dường như Kim Cương Thừa là tông phái duy nhất coi thuốc lá cũng như thuốc phiện không chỉ gây tác hại đối với sức khỏe thể chất mà còn làm tổn hại trầm trọng cho sức khỏe tâm linh, tức là nói về tinh thần á. Chúng đặc biệt tác hại đối với hệ thống nội hỏa và làm cho mọi thực hành vô tướng trở nên vô ích. Với sự cảm kích tối thượng và lòng tôn kính sâu sắc với Đức Liên Hoa Sanh, tức là vị tổ của Mặt Thừa, sự hiển lộ trí tuệ của tất cả chư Phật và sự kết hợp của năm Phật bộ, tôi sẽ thuật lại lịch sử của thuốc lá. Khoảng 100 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, có loài ngạ quỷ điên cuồng với nỗi ám ảnh đã thốt lên những lời chăn trối này: với thân xác ta muốn đưa chúng sanh trong trái đất này xuống những cõi thấp, hãy chôn xác ta nguyên vẹn và cuối cùng, một loại cây khác biệt với tất cả giống cây khác sẽ mọc lên từ thi hài ta. Chỉ cần ngửi thấy nó là người ta sẽ kinh nghiệm sự khoái lạc trong thân và tâm còn hỷ lạc hơn việc giao phối của người nam và người nữ. Nó sẽ lan truyền xa rộng cho tới khi hầu hết chúng sinh trên trái đất này vui hưởng nó. Đọc cái đoạn này á, Quang rùng mình luôn á. Tức là cái con ngạ quỷ này nè, nó nói là làm sao mà khi nó chết á, tất cả những cây thuốc phiện, cây thuốc lá hay là những cái cây gọi là ác độc đối với loài người á, sẽ mọc từ thân thể nó, và nó sẽ lan truyền những chất nghiện này, những cái tạp khí xấu này hại con người. Ghê chưa? Nói tới đây á, thì trong cái giới cấm của Đạo Phật á, thì không có cấm hút thuốc. Tuy nhiên á, thuốc lá là một chất gây nghiện, cũng giống như là rượu vậy đó. Nhiều khi chỉ là một thú vui nhất thời mà khi buồn mà dẫn tới hình thành một tập quán nghiệp kéo dài.
mà con người chúng ta còn nghiệp, còn dính mắc là còn phải luân hồi chuyển kiếp cho tới khi không còn cái gì cả, không còn dính mắc tới những thói quen đó, cũng như là không còn dính mắc cái gì cả thì mới giải thoát được. Nói tóm lại là còn luân hồi, còn thói quen của nghiệp là còn khổ. Hầu như tất cả chúng ta đều hay nói về nghiệp, gọi là trả nghiệp. Thì trong Đạo Phật thường có từ nghiệp và nhân quả, đúng không? Thì đầu tiên Quang nói, tức là theo cái quan điểm cá nhân của Quang thôi nha, nghiệp tức là thói quen. Không biết là các bạn như thế nào, đối với quan nghiệp là thói quen. Nếu mà chúng ta có những thói quen của kiếp này là thích uống rượu, thì chúng ta bị quán cái tư tưởng uống rượu đó hoài. Thì khi mà chúng ta mất đi, chết đi thì lại tiếp tục liên quan tới những chất gây nghiện khác, gọi là rượu, hay là người bán rượu, hay là gọi là người chia sẻ rượu chẳng hạn. Nó cứ tiếp tục cái hành trình của nghiệp. Và khi mà chúng ta nhận ra được những cái vòng xoáy của luân hồi, nhận ra những cái lặp đi lặp lại đó, và nó không còn dính mắc với chúng ta nữa, thì coi như chúng ta xong cái nghiệp đó. Thì đó là những gì mà Quang muốn chia sẻ thật sự đối với những cái nghiệp về chất gây nghiện. Cho nên khi mà chúng ta hiểu về vấn đề này thì trong mỗi thời kỳ, mỗi thời đại nó lại khác nhau. Có những thói quen thuộc về giải trí, và cũng có những thói quen giúp cho chúng ta có thể là giải tỏa được cái tâm trạng. Cho nên là trong thời kỳ nào nó cũng có cái dòng nghiệp để dẫn chúng ta tạo thành những cái thói quen mà khó bỏ. Cho nên trong một lần mà chúng ta vô tình gặp các nhà sư, các sư thầy đang hút thuốc, thì chúng ta cũng nhận ra được là đấy không phải là cái việc mà sư thầy không giữ quy nghiêm, hay là sư thầy không đúng giới luật, mà chỉ đơn thuần nhẹ nhàng hơn thôi, là các vị ấy cũng có khi hút thuốc để các vị ấy nhận ra những cái điều đó nó không đúng với cái tập khí, đúng với cái nghiệp. Thì nếu mà các vị ấy dừng lại không còn hút thuốc nữa thì coi như là các vị ấy xong, coi như là mọi thứ nó kết thúc xong, đúng không? Cho nên khi mà Quang nói ra điều này thì Quang thấy rõ ràng cái bản chất thật sự của cái thời đại này. Thì mỗi thời kỳ nó lại khác. Chẳng hạn như trước đây thời của Đức Thế Tôn nói về sắc, nói về rượu, thì thời này thì nói về game nè, nói về thuốc lá nè, nói về chậm nè, nói về trà, cà phê hay là những cái thứ khác. Rượu bia thì nó chỉ là một trong những cái chất gây nghiện thôi. Cho nên nếu mà chúng ta dính mắc vào bất cứ thứ gì tạo thành một thói quen đều sinh ra những cái nghiệp, những cái quán nghiệp đó, nó dẫn chúng ta luân hồi và khổ ải hoài luôn vậy đó. Cho nên là cái việc này, nếu mà chúng ta bước tới một ngôi chùa, bước tới một ngôi miếu, hay là một sư thầy vô tình thấy cầm một điếu thuốc hút thì chúng ta cũng không nên khởi cái tâm phán xét hay là chỉ trích, vì đó là nghiệp của họ. Họ có thể cầm điếu thuốc hút thì nếu mà họ quan sát được cái tâm của họ, bỏ được cái thói quen đó, bỏ được cái nghiệp đó, thì coi như là các vị ấy hoàn toàn giải thoát thôi. Cho nên nghiệp của mình không thấy, mà mình thấy nghiệp của người khác thì đôi khi nó lại bị dính mắc, đúng không? Dính mắc chồng lại chồng nữa. Cái này thì Quang không cổ xí cho cái việc là có nên hút thuốc hay không, hay là cổ xí cho cái việc là có nên dừng hút thuốc hay không. Tại vì mình không phải là họ, mình không biết. Mình chỉ phân tích ở góc độ là một người nhìn nhận một cách tổng quát. Tại vì giống như hồi nãy Quang có chia sẻ là hút thuốc là cái việc của người đó, nghiệp của người đó. Nhưng mà hút thuốc trước một cái đông người hay là những Phật tử khác thì cái khói thuốc lại ảnh hưởng tới người khác thì cũng không hay. Còn nếu bỏ được thì quá tốt, còn nếu không bỏ được thì tự người đó sẽ đi tìm cái hành trình giải thoát của chính mình. Cho nên ở đây thì Quang thấy ở cái đề tài mà cái hút thuốc có được hay không đó là một cái đề tài rất là rộng và rất là hay luôn. Và Quang nói từ nãy giờ để cho các bạn biết được là mình hãy xem được cái tập khí mình như thế nào, xem cái nghiệp mình như thế nào. Mình không hút thuốc, mình không uống rượu, mình không tà dâm, hay là mình không phạm giới, nhưng mình lại có những cái nghiệp khác mà mình không biết rồi sao. Cho nên ở đây Quang muốn chia sẻ là chúng ta có những cái bức tranh rộng hơn, thoáng hơn để nhìn được tổng thể là như vậy. Chẳng hạn như bản thân Quang nè, Quang cũng cảm giác mình có rất là nhiều cái nghiệp á, không biết chừng nào mình xong cái nghiệp đó, những cái thói quen đó. Chẳng hạn như Quang rất là thích ngửi chầm, chầm nè, ngọc am nè, bách xanh nè, rồi ngồi uống trà nè, sáng Quang có ly cà phê nè. Không biết là các bạn có giống như Quang hay không, nhưng mà tuy nhiên những cái đó nó không phải là cái chất gây nghiện, nó nhiều như cần sa, thuốc lắc hay gọi là thuốc lá vân vân, nhưng nó cũng là cái chất gây nghiện để làm cho chúng ta có những cái thói quen mà chúng ta khó bỏ, đúng không? Thì Quang cũng quán cái tâm mình á, mình làm sao trong cái kiếp này mình thấy những cái điều này nè, đừng tạo cho nó những cái thói quen. Mình ngửi là ngửi, mình uống trà là uống trà, mà uống cà phê là cà phê, nó là nó, mình là mình, nó không liên quan, để cho chúng ta dứt nó một cách dễ dàng.
Chẳng hạn như Quang cũng gặp một số người có một thói quen gọi là đốt nhang. Một ngày họ đốt nhang rất rất là nhiều, họ nghiền cái mùi nhang, họ ngửi cái mùi nhang, thì cái mùi khói nhang á bây giờ là đa phần là chất hóa học. Cho nên khi mà chúng ta hít những cái mùi nhang khói quá nhiều á, nó cũng làm tổn hại cho phổi và những người xung quanh. Mà cái việc này thì có rất là nhiều sư thầy cũng chia sẻ về cái việc mà đốt nhang nhiều cũng ảnh hưởng sức khỏe, đúng không? Thì cũng tương tự như là hút thuốc lá thôi. Quang có một vị thầy á từng chia sẻ qua một câu là giống như á, dục á khó mà diệt được, nó chỉ chuyển sang cái thái độ này qua cái nền tảng khác. Chẳng hạn như chúng ta có thể là bỏ rượu như chúng ta sẽ hút thuốc, chúng ta bỏ cái tình dục mà chúng ta lại chọn cái tham ái khác. Tức là tất cả những cái này á, mọi người không nên dùng một cái tôi, cái bản ngã để diệt cái nào đó. Tại vì khi mà chúng ta diệt cái nào đó, sinh một cái bản ngã, rồi chúng ta lại dùng cái buông, là buông cái bản ngã, buông cái tôi đó, thì nó cứ lồng vòng. Chỉ là chúng ta nhận ra cái điều đó như là chính nó là xong. Thì đó là những gì mà Quang muốn chia sẻ ngày hôm nay. Còn đối với cái việc gọi là trả nghiệp á, thì theo Quang, theo ý kiến của Quang gọi là trả quả thôi. Tức là các bạn tưởng tượng gì cho nó dễ hiểu về nhân quả nè. Nó đơn giản gì? Nếu mà chúng ta gặp một người, thấy người đó hiền, chúng ta tán người đó ăn cái thì người đó bỏ qua. Gặp người thứ hai cũng hiền, tán người đó ăn cái, người đó bỏ qua. Gặp người thứ ba, mình cũng tán người đó bỏ qua. Nhưng gặp người thứ 10, người đó hung dữ, mình tán họ, thì cái người đó sẽ quýt mình bù lại cho chính người kia. Đại loại là người ta sẽ săn lên và hung dữ hơn mình, hơn cái tần số rung động của mình và hơn những gì mình cái gọi là cái bản ngã vi tế đó, họ sẽ đánh mình. Thì đó là cái sự trả quả. Còn đối với nghiệp là thói quen, nếu chúng ta nhận ra chúng ta không phải là cái nghiệp đó, chúng ta không phải là thói quen đó, coi như là xong. Thì đối với Quang hôm nay là cái đề tài Quang thấy rất là hay luôn, là chính bản thân mình dính tới những cái nghiệp, những cái thói quen, những cái thói quen vặt vãnh mà chúng ta khó bỏ. Thì hôm nay làm clip này để mong là ơn trên các chư vị hay là các bạn cho qua cái động lực rồi là mình vẫn dùng những cái việc mà thường ngày của mình, vẫn thích uống cà phê, vẫn thích hút chầm, vẫn thích uống trà, nhưng mà lại không dính mắc vào nó. Đó là những gì mà Quang muốn chia sẻ video ngày hôm nay. Tóm lại, chúng ta không nên phán xét, chỉ trích và chấp trước một vị thầy xăm mình hay là uống rượu. Vì thứ nhất là giới luật trong nhà Phật không cấm xăm mình hay là hút thuốc. Cái thứ hai là cái việc mà tập nghiệp của họ tạo ra thì họ sẽ tự giải quyết cái điều đó. Chúng ta dù có nói hay không, dù chúng ta phán xét họ hay không thì đều dính tới chúng ta. Tại sao chúng ta hãy cho họ đi trên hành trình của họ, chứ chúng ta dính vào họ nữa, mất công là cái nghiệp của mình chưa xử lý xong mà lại xử lý nghiệp của người khác nữa, là mệt nữa. Cái thứ ba là việc hút thuốc hay là xăm mình nó không ảnh hưởng tới cái hành trình tu tập và đi tìm chân lý của chính họ. Họ có thể hút thuốc nhưng mà những sự thật, những chân lý và những cái việc khác mà họ đã nhận ra, họ tìm tới một con đường giải thoát, làm sao mình biết được. Đôi khi họ cầm điếu thuốc, đôi khi họ xăm mình, nhưng họ đã qua cái đó rồi, họ không dính mắc rồi. Nhưng mà họ muốn dạy cho chúng ta là chúng ta có phán xét về họ không, cho chúng ta một bài học hay không. Thì bản thân Quang á, khi mà làm đề tài này, tự rút ra một cái bài học cho bản thân mình, một câu nói của riêng mình. Đó chính là nghiệp trước hay là nghiệp sau không bằng nghiệp hiện tại. Chỉ cần trả xong nghiệp hiện tại xem như là dứt. Chúng ta sống trong cái cõi dục giới này thì hầu như tất cả những cái tham ái, những cái dục á, nó đều xung quanh của chúng ta. Thì cái dục nói đơn giản là những cái thói quen, những cái nghiệp giống từ hồi nãy giờ Quang phân tích đó. Tức là chúng ta không uống rượu, không hút thuốc thì chúng ta dính tới tham ái, hoặc là dính tới game, hoặc là dính tới những cái cờ bạc, hay là dính tới rất là nhiều cái để dính. Cái thời buổi này rất nhiều cái để chúng ta dính, chẳng hạn như TikTok, YouTube, Facebook cũng là cái dính vậy, đúng không? Hầu như ai cũng dính, cà phê, rồi trà, rồi chậm cũng dính vậy. Rất rất nhiều cái, tuy nhiên á, lời Đức Phật nói á, nếu mà sống trong cõi dục này, chúng ta không dính vào dục, chúng ta nằm ngoài cuộc. Thì dục là cái nền tảng để chúng ta có bài học. Tham sân si cũng là cái nền tảng để chúng ta nhận ra chân lý. Người ta thường nói gọi là phiền não sinh ra bồ đề là như vậy. Phải có những cái nỗi buồn, phải có những tổn thương, phải có những đau khổ, và phải có những cái điều dục này nè, chúng ta mới nhận ra được chúng ta tu bằng cái gì. Và đó là những gì mà Quang nhận thấy được trong cái bài học của chính mình. Các bạn biết không, cho tới ngày hôm nay á, những gì Quang nói á, là ý kiến riêng của Quang. Đừng có nói là hằng này tu tập sao nó đi theo con đường tà pháp, hằng này tu tập sao nó nói những lời không đúng với đạo Phật. Thì hãy xem Quang là một thằng YouTuber có một tiếng nói của riêng nó. Nó nói lên từ trong trái tim của nó, nhận một cái vấn đề của riêng nó.
một bức tranh không thể nào mình đi theo một nét màu của màu trắng, màu đen hay là màu đỏ, mà nó còn nhiều màu khác mà. Chúng ta pha màu đỏ với màu xanh, chúng ta pha màu tím với màu vàng thì nó lại ra một cái màu khác. Cho nên bức tranh nó càng ngày nó càng đa dạng hơn và nhìn ở nhiều góc nhìn hơn. Thì Quang chỉ là một người, một hạt cát trong sa mạc nhìn qua vấn đề đó, một YouTuber bình thường thôi, chứ đâu phải là áp đặt Quang là người tu tập sẽ nói như thế này. Nói Quang thấy Quang có quyền nói lên tiếng nói của chính mình mà. Cho nên mong là video này mang lại rất là nhiều cái thông tin hay, rất là nhiều cái nhận định phù hợp với bạn. Quang cũng không cổ xí là bạn phải tin Quang. Quang hay nói là bạn đừng tin Quang, tin chính bạn đi, hãy trải nghiệm đi. Thì đó là những gì mà Quang muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mong là các bạn yêu thương Quang, ủng hộ Quang bằng nhiều cách. Thì có thể là donate cho Quang nè, rồi có thể là mua thiên hương của Quang nè, để Quang có cơ hội làm những đề tài giống như thế này qua góc nhìn, qua lăng kính của Quang Châu về một vấn đề nào đó, để cho chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ trên con đường tu tập, tu đạo. Quang không nói là tôn giáo, đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì, mà Quang nói là hành trình tu tập hướng tới đạo. Đạo là bên trong của con người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.